Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cảnh sát cố gắng liên lạc với người thứ bảy trong vụ nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đang ráo riết điều tra nguồn gốc chất cyanua gây tử vong cho 6 người Việt và gốc Việt tại khách sạn Grand Hyatt Eravan, khu vực Ratcha Rapson, Bangkok vào đầu tuần này. Theo Bangkok Post, ngày 19 tháng 7, tướng Witawat Chinkam, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok tiết lộ đang tìm hiểu liệu chất cyanua này được tuồn lậu vào Thái Lan hay mua tại địa phương. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định pháp y trước khi quyết định có triệu tập ai đến để thẩm vấn thêm hay không, tướng Chinkam cho hay. Nhà chức trách Thái Lan cũng nỗ lực liên lạc với em gái của một trong các nạn nhân, người đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 và ban đầu được xác định là thành viên thứ 7 của nhóm. Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, ông Chanchai Sitipun, ngày 18 tháng 7 thông báo rằng quá trình khám nghiệm tử thi của 6 nạn nhân đã hoàn tất. Cảnh sát tin rằng bà Serin Chong, một trong 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Eravan, đã đầu độc những người khác rồi tự sát. Động cơ được cho là liên quan đến một khoản nợ lớn. Tướng Thiradet Thumsuthi, trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok, trước đó cho biết tại đồn cảnh sát Lumpini rằng họ đã thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân cũng như các nhân chứng khác. Vụ án này có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần, không còn khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người thiệt mạng vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác, tướng Thiradet khẳng định. 6 người được tìm thấy tử vong trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Eravan ở trung tâm Bangkok vào tối 16 tháng 7. Hai người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ và những người còn lại mang quốc tịch Việt Nam. Một người Việt Nam thứ bảy đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng cô là em gái của một trong các nạn nhân. Giám đốc Trung tâm Khám nghiệm Tử thi tại khoa y của trường Đại học Chulalongkorn, Korkiat Vongpansarin, xác nhận chất cyanua trong mẫu máu của 6 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin của cảnh sát, các nhà điều tra đã triệu tập Tiên Thăng Pham, chồng cũ của bà Nguyên Thi Phương Lan, một trong 6 nạn nhân, để thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini hôm 17 tháng 7. Nguồn tin cho biết ông Tiên Thăng Pham đang ở Nhật và đã gọi video với vợ cũ trước khi vụ giết người xảy ra. Cảnh sát Thái Lan cũng đã liên hệ với các quan chức thực thi pháp luật ở Mỹ để biết thêm thông tin về bà Serin Chong. Trước đây, bà ta từng bị cộng đồng người gốc Việt ở San Francisco khiếu nại với cảnh sát hơn 10 năm trước vì lừa tiền bằng cách hứa giúp họ lấy quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, các công tố viên ở Mỹ cuối cùng đã quyết định hủy bỏ vụ kiện. Trong buổi họp báo vào ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan xác nhận rằng 6 người, bao gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt đã thiệt mạng tại khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở Bangkok do bị đầu độc bằng cyanua. Nghi phạm chính là Serin Chong, 58 tuổi. Theo điều tra, bà Chong đã pha cyanua vào trà cho các nạn nhân sau đó tự tử bằng cùng loại chất độc. Kết quả khám nghiệm cho thấy dấu vết cyanua trong ấm trà, cốc trà và máu của một trong các nạn nhân. Từ đây, cảnh sát Thái Lan đã điều tra cách thức chất độc được đưa vào khách sạn. Họ thẩm vấn một hướng dẫn viên tên Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, có quen biết với Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, một trong các nạn nhân. Phan Ngọc Vũ khai rằng Nguyễn Thị Phương Lan đã nhờ mua thuốc rắn để trị bệnh khớp với giá 11.000 bạc. Vũ sau đó nhờ một hướng dẫn viên khác mua. Hiện cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh và truy tìm người hướng dẫn viên này. Một nguồn tin điều tra cho biết, nếu bà Nguyễn Phương Lan là người mua chất độc, bà có thể bị coi là nghi can thứ hai trong vụ án này. Cảnh sát đã thẩm vấn ông Hùng, chồng cũ của bà Nguyễn Thị Phương Lan trong suốt 5 giờ. Ông Hùng khai rằng ông là công chức và không liên quan đến công việc làm ăn của vợ cũ, họ đã ly hôn. Tuy nhiên trước khi vụ việc xảy ra, ông có gọi video cho bà. Theo thông tin từ thân nhân các nạn nhân, bà Serin Chong thuê bà Nguyễn Thị Phương Lan làm trung gian thuyết phục vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phương, hai nạn nhân, cùng một số nhà thầu khác ở Việt Nam, đầu tư 278.000 USD vào dự án xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản. Khi dự án không tiến triển, cặp đôi bắt đầu đòi nợ bà Chong và họ đồng ý gặp nhau tại Thái Lan do không xin được visa đến Nhật Bản. Bà Chong đến Thái Lan vào ngày 5 tháng 7, còn bà Nguyễn Phương Lan đến ngày 4 tháng 7. Các nạn nhân khác
đến vào các ngày khác nhau. Trong đó, vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phương đến vào ngày 12 tháng 7 và nhận phòng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào hai ngày khác nhau. Bà Trong ở phòng 502, nơi mà sau này phát hiện ra 6 thi thể. Ngoài bà Trong, bà Nguyễn Thị Phương Lan và vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh, còn có ông Trần Đình Phú, 37 tuổi quốc tịch Việt Nam và ông Đặng Hùng Vân, 55 tuổi người gốc Việt quốc tịch Mỹ. Hai người này được mời đến để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy, vào ngày 14 tháng 7, 5 người trong đoàn khách tụ tập tại phòng bà Trong đến nửa đêm. Đến ngày 15 tháng 7, khi đến hàng trả phòng, họ chuyển hành lý xuống phòng 502 của bà Trong và gọi đồ ăn lên phòng. Nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến vào lúc 13 giờ 51 phút, nhưng khi đề nghị pha trà, bà Trong đã từ chối và tự pha trà. Lúc này, nhân viên nhận thấy bà Trong có vẻ căng thẳng. Khi nhân viên rời đi vào lúc 13 giờ 57 phút, đến 14 giờ 03 phút, 5 người trong đoàn khách lần lượt vào phòng 502. Từ thời điểm đó không ai ra vào phòng cho đến khi nhân viên khách sạn phát hiện các thi thể vào khoảng 16 giờ 30 phút. Cảnh sát đã kiểm tra 8 vali hành lý của đoàn khách nhưng không phát hiện vật dụng bất hợp pháp nào đáng ngờ. Vụ nhóm người Việt bị đầu độc, hai nạn nhân chưa rõ mối liên quan. Tờ Matichon Thái Lan dẫn thông tin từ cảnh sát nước này ngày 17 tháng 7 rằng bà Serin Chon, nghi phạm sát hại 5 người Việt tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã nợ nạn nhân khoảng 7,5 tỷ đồng. Tại cuộc họp báo vào trưa ngày 17 tháng 7, Thiếu tướng Nopasin Phunsawat, Phó Tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thirong Wifan, Chỉ huy trưởng Văn phòng Giám định và Thiếu tướng Thidare Thammasuthi, Chỉ huy cuộc điều tra, đã tóm tắt những kết luận ban đầu từ phía cảnh sát sau khi khám nghiệm tử thi, thẩm vấn hơn 10 nhân chứng và khám nghiệm các tang vật tại hiện trường. Theo lời khai của phục vụ phòng, chiều 15 tháng 7, cả 6 người dọn đồ đạc từ các phòng khác vào phòng 502, nơi sau đó phát hiện các thi thể và gọi đồ ăn. Phục vụ khi đó đã yêu cầu pha trà cho khách, nhưng bà Serin Chong từ chối và nói rằng bà sẽ tự làm. Phục vụ lưu ý rằng tâm trạng bà Serin Chong khi đó khá căng thẳng. Cả 6 người sau đó ở trong phòng 502 cho đến khi phục vụ phát hiện các thi thể. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bình pha trà và 6 chiếc ly trong phòng có chứa cyanua. Lời khai của thân nhân các nạn nhân cho thấy vụ đầu độc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Cụ thể, theo lời khai của bà Serin Chong đã nhờ bà Nguyễn Thị Phương Lan, nằm trong số những người bị đầu độc, thuyết phục ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phượng, hai vợ chồng, chủ một công ty cầu đường ở Việt Nam, cùng đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng. Nhưng sau đó, khoản đầu tư nói trên không có tiến triển gì. Hai vợ chồng ông Thanh nhiều lần hỏi bà Serin Chong về khoản đầu tư nhưng không được làm rõ. Cho đến gần đây, họ đã hẹn nhau đến Nhật để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng gặp khó khăn trong việc xin thị thực nên đã chuyển sang địa điểm ở Thái Lan. Tờ Ruthep Tukachi dẫn một báo cáo ban đầu cho biết, điều tra đã thẩm vấn con gái của hai người trên. Cô này cho biết cha mẹ mình đến Thái Lan để đàm phán về số tiền cho người khác mượn. Từ đó, lực lượng chức năng tin rằng đây là một vụ đầu độc chủ nợ do không thể trả nợ. Ngoài mối quan hệ với những người trên, cảnh sát cho biết chưa rõ hai nạn nhân còn lại là Trần Đình Phú và Đặng Hưng Vân có liên quan gì đến những người còn lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.